Thưa quý vị, sáng nay ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe ngành chức năng báo cáo tình hình đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tham dự cuộc họp có ông Nguyễn Công Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng chủ đầu tư hạ tầng của 13 trên 15 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, toàn tỉnh có 15 khu công nghiệp với 8.493 ha, trong đó có 13 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng diện tích trên 7.242,6 ha. Tỷ lệ lấp đầy đạt trên 67%. Hai khu công nghiệp còn lại đã thành lập nhưng chưa hoạt động. Tổng giá trị đầu tư hạ tầng khu công nghiệp đến hết tháng 9 năm 2022 là 19.310,5 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 72,6% vốn đăng ký thành lập và điều chỉnh. Thông tin đến lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ đầu tư các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho biết, khó khăn lớn nhất trong công tác triển khai các khu công nghiệp là vướng đền bù, giải phóng mặt bằng, giải quyết pháp lý về đất rừng phòng hộ, đất các hộ dân thuộc quy hoạch đất cây xanh khu công nghiệp. Một số khu công nghiệp gặp khó trong việc chuyển từ thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, việc xác định diện tích đất xây dựng kết cấu hạ tầng sử dụng chung chậm. Do đó, Ban quản lý các khu công nghiệp đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng và các địa phương liên quan tháo gỡ các vướng mắc tồn tại liên quan đến lĩnh vực đất đai, công tác đền bù, giải phóng mặt bằng cho chủ đầu tư các khu công nghiệp. Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ những khó khăn vướng mắc của chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, đồng thời chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các bên liên quan tổng hợp ý kiến và đề xuất giải pháp tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc tồn tại mà doanh nghiệp đã nêu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư phải phối hợp báo cáo kịp thời các khó khăn vướng mắc để các cơ quan chức năng kịp thời nắm bắt tháo gỡ, qua đó đẩy nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.